mục đích là vừa kết hợp vừa công việc và vừa đi chơi, đi cùng với bạn bè anh em nhiều. Thành ra cái xe này nó được 7 chỗ, thành ra nó thoải mái hơn cái xe mình đang đi. Trước đây mình sử dụng xe thì toàn là xe Đức. Thì xe Đức thì nói chung là nó cái về cái động cơ thì nó là ok rồi. Volkswagen.